Chủ đề của video 1 kỳ này, Articulate Storyline 3, giới thiệu và cài đặt. Khi tham gia một sự kiện về lập trình, Mark Zuckerberg, ông chủ của Meta, đã có một câu nói nổi tiếng: trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, việc dạy lập trình máy tính quan trọng và cần thiết giống như việc dạy đọc và dạy viết cho một con người, cho một công dân toàn cầu. Tại sao chúng ta không thực hiện điều đó sớm hơn? Why we didn't do sooner? Chào mừng các bạn đến với loạt video hướng dẫn thiết kế bài giảng e-learning tương tác giúp bạn hoàn thiện năng lực số trong dạy và học nhằm thay đổi thế giới với tinh học của Master Lăng Dương Channel. Các bạn có thể liên hệ tư vấn, học hỏi, tập huấn, quảng cáo, cộng tác, vui lòng liên hệ số điện thoại và email ở trên màn hình. Các bạn có thể kết nối tài trợ cho kênh, vui lòng xem phần mô tả ở phía dưới video này. Master Lăng Dương Channel. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Master Lăng Dương Channel. Rất vui mừng được gặp các bạn với video này, giúp các bạn có những cái hiểu biết và những cái kỹ năng ban đầu để các bạn có thể thành thạo cái phần mềm có tên là Articulate Storyline 3, với mục đích trên là cái bài giảng e-learning tương tác, dưới là tư duy máy tính, tư duy lập trình, phát triển năng lực số và thay đổi thế giới. Trước khi vào phần chi tiết video, nếu bạn nào xem video đầu tiên, các bạn cho một like, share để ủng hộ Master Lăng Dương. Và khi xem xong, bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh bằng đường link hoặc nút đăng ký. Khi đăng ký nhấn quả chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Và bạn nào muốn tài trợ kênh, vui lòng xem phần mô tả phía video. Các bạn nhớ nha, đường link đăng ký kênh và đường link để tài trợ kênh nằm ở mô tả phía dưới của video. Nội dung của cái video này đó là phần mềm có tên là Articulate Storyline 3. Có 4 nội dung như sau, đó là công dụng, tính năng, cài đặt và khởi động. Đầu tiên, phần công dụng Articulate Storyline 3 là phần mềm máy tính do hãng Articulate Robot, tức là một cái hãng phần mềm của Mỹ sản xuất để tạo ra bài giảng e-learning mà có cái chức năng tương tác giữa người học và nội dung của bài giảng. Đây là một cái tính năng rất là nổi bật của cái phần mềm này. Ở trên màn hình các bạn thấy đó chính là những nhân viên của cái hãng Articulate Robot. Đây là những nhân viên với một cái tôn chỉ rất là rõ ràng là họ sẽ tạo ra những cái phần mềm, những cái app mà sẽ ngày càng nổi tiếng, ngày càng có sự ảnh hưởng lớn để giúp cho cái việc online training, tức là học tập huấn qua trực tuyến. Các bài giảng được xây dựng từ cái phần mềm Storyline 3 này có thể được xuất bản, publish ra nhiều định dạng. Ví dụ là dạng SCOM, đây là một cái định dạng e-learning chạy trên bất kỳ cái hệ thống giảng dạy học tập trực tuyến nào. Hay là cái định dạng là AICC, hoặc là Tiken API, hoặc là CD-ROM, hoặc là SE, hoặc là HTML5. Cho phép chạy trên các cái thiết bị di động và cái máy tính bảng. Thì nói chung là cái phần mềm này nó tạo ra cái sản phẩm sẽ chạy lên nền web các bạn ha, rất là phổ biến thông dụng. Trong đó đặc biệt đó là SCOM, viết tắt của chữ là Shareable Content Object Reference Model, tức là cái mô hình tham chiếu các cái nội dung, các cái đối tượng nội dung mà có thể chia sẻ được trên mọi nền tảng các bạn ha, mà dựa trên nền tảng của web. Thứ hai là tính năng. Tính năng của cái phần mềm Storyline 3 là để tạo bài trình chiếu với các hiệu ứng động cho các đối tượng trên slide, chuyển slide. Nói tới đây các bạn sẽ hình dung ngay đó là giống như là PowerPoint các bạn ha. Cái thứ hai đó là tạo ra các cái quiz khá phong phú, tức là những cái câu hỏi tương tác các bạn ha. Thứ ba đó là tạo ra các hiệu ứng chuyển động và các tương tác giữa người học và bài giảng từ bất kỳ đối tượng nào trên slide dựa trên việc lập trình các cái điều kiện. Đây là cái tính năng rất là nổi bật ha, và nó khiến cho Storyline 3 là một cái phần mềm tạo cái bài giảng e-learning là được ngày càng được
yêu chuộng vì nó có tính tùy biến rất là cao dựa vào tính lập trình các bạn ha. Như vậy hiện nay thầy cô hoặc là các bạn mà muốn làm những bài giảng thì chúng ta phải biết về một cái khả năng về lập trình các bạn ha. Thì với cái tính năng thứ ba này các bạn thấy ví dụ ở trên màn hình đó là một cái slide mà tôi lấy ví dụ ha, đã thiết kế ra, đó là phần khởi động cho một cái bài giảng e-learning với cái tính năng á, là sẽ kéo các cái đối tượng chữ cái A, B, C tới Z để kéo vào các cái ô ở trong cái bài giảng này để tương tác. Nếu kéo đúng thì nó sẽ báo kết quả, và nếu kéo sai thì sẽ báo là mình làm sai rồi bạn ha, để mình làm lại. Rất là hay đó. Thì đây là một cái trang được thiết kế trong Storyline 3 bạn ha. Thì những cái trang này sẽ được Master Dương trình bày trong các video sau bạn ha, thật chi tiết, thật cụ thể. Thứ tư đó là Storyline 3 có thể là quay phim màn hình để chúng ta làm những cái video về bài giảng. Thứ năm đó là cung cấp thư viện, những cái template và những cái nhân vật bạn ha, rất phong phú. Thì những cái nội dung này được một cái cộng đồng rất lớn, những người xài sử dụng cái Storyline 3 trên thế giới họ tạo ra, thì mình chỉ cần là chia sẻ và sử dụng trong bài của mình cũng được các bạn nha. Về phần cài đặt, đầu tiên các bạn tải file cài đặt từ trang web có tên là articulate.com, và thứ hai là tiến hành cài đặt. Đây, các bạn có thể vào cái trang web của nhà sản xuất để các bạn thực hiện tải về. Đây, các bạn thấy là chúng ta vào trang web có tên là articulate.com bạn ha, và chúng ta sẽ tiến hành chọn phần mềm ở đây. Thì chúng ta có hai cách, là một là xài tạm bạn ha, rồi cái tính năng, thứ hai là các bạn phải mua bạn ha, thì tùy các bạn thôi. Đó, chúng ta sẽ có thể là cài đặt được cái Articulate vào trong máy của các bạn. Ở đây chúng ta xài cái phiên bản là Story 3. Hiện nay đã phát triển lên cái phiên bản là Articulate 360 rồi các bạn ha. Nó có nhiều tính năng hơn. Nếu các bạn không thích cài đặt từ cái trang web nhà sản xuất thì các bạn có thể xem phần mô tả phía dưới video này là có cái file cài đặt và các hướng dẫn cài đặt các bạn ha. Tiếp theo là phần khởi động. Các bạn double click vào biểu tượng Articulate Storyline 3 trên desktop. Đây các bạn. Khi cài đặt xong thì ở trên desktop các bạn sẽ có một cái biểu tượng của Articulate Storyline 3 các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ nhấp đúp vào để chúng ta khởi động cái phần mềm này. Ở trên màn hình đó là cái cửa sổ ban đầu của cái phần mềm Storyline 3 các bạn ha. Thì cái phần mềm này nó có cái các cái thành phần như sau. Đầu tiên các bạn thấy đó là cái phần này các bạn ha, đó là cái phần New Project, đó là để các bạn tiến hành đó, là tạo một cái bài e-learning mới. Thì phần này sẽ được trình bày trong cái video sau. Hoặc là các bạn có thể là sử dụng cái chức năng thứ hai, đó là quay phim màn hình các bạn ha. Đây là Record Screen. Cái thứ ba là các bạn có thể là import cái bài giảng e-learning có sẵn từ các nguồn khác các bạn ha. Chẳng hạn các bạn có thể là lấy từ là PowerPoint hoặc là từ những cái nguồn cái bài giảng e-learning khác, như là về Quizy Maker, hoặc là import từ Engage, hoặc là các bạn có thể là import từ một cái mẫu của Storyline sẵn các bạn ha. Đó, chúng ta sẽ đưa vào từ các nguồn này. Đó. Và ở phần ở dưới này đó là cái phần mà các bạn những cái bài giảng mà các bạn đã tạo gần đây các bạn ha. Đó là nằm ở phía dưới này. Và các bạn nhấp chuột vào chữ New Project để chúng ta thực hiện làm một cái bài giảng e-learning mới các bạn ha. Rồi, nhấp vào đây. Ở trên màn hình sẽ hiện ra cái cửa sổ làm việc của cái phần mềm Storyline 3 các bạn ha. Đầu tiên các bạn quan sát cái phần thành phần của cái cửa sổ này. Chúng ta có phần giao diện của cái cửa sổ làm việc của phần mềm Storyline 3. Ở đây các bạn thấy chúng ta vào cái thẻ file, chúng ta có các phần như ở đây các bạn ha. Đó, tương tự như các cái phần mềm các bạn đã sử dụng trong văn phòng, ví dụ như Word, Excel các bạn ha. Đó, chúng ta sẽ có những phần này. Ở trên mình là đầy đủ những tính năng của các cái lệnh đó, như là new, open hoặc là lưu vân vân bạn ha. Trong đó là có phần là phần số 4 là translation, bạn chuyển từ một cái bài Storyline 3 qua phần Word các bạn ha.
hoặc là số 7 là Publish, là các bạn sẽ xuất bản dự án ra thành sản phẩm cuối cùng. Hoặc là các bạn có thể là có số 9 đó là Storyline Option để các bạn cài đặt các cái thông số. Thì những nội dung này sẽ được trình bày chi tiết ở các video sau. Tiếp theo, các bạn có phần nhóm lệnh clipboard. Đây các bạn, khi các bạn vào phần dự án rồi, các bạn vào cái phần một cái trang nào đó và muốn vào một cái trang, các bạn sẽ thực hiện nhấp đôi vào cái trang đó, gọi là cái slide các bạn ha. Thì chúng ta có các phần như sau. Ở cái nhóm cái thẻ home các bạn ha, ở chúng ta có cái nhóm là clipboard. Đó là những cái lệnh để các bạn thực hiện để là sao chép, rồi các bạn di chuyển nội dung, hoặc là các bạn sao chép định dạng của nó, giống như phần mềm Word, PowerPoint, Excel các bạn nha. Tiếp theo là các bạn có cái phần là nhóm slide. Là nhóm này các bạn, là cái phần để các bạn thực hiện các thao tác ở đây các bạn ha. Đó, như là thêm slide mới, hoặc là áp dụng các cái mẫu có sẵn, hoặc là các bạn nhân bản cái slide ra, hoặc là các bạn sẽ thiết lập cái phím tab, nó sẽ focus, tức là nó sẽ tập trung vào những cái đối tượng ở trên slide như thế nào, thì các bạn sẽ định ở chỗ này các bạn ha. Tiếp theo là chúng ta đến cái phần là nhóm phông và nhóm format. Đây là cái công cụ để định dạng các bạn ha. Là chúng ta có chỗ này các bạn, là để chúng ta định dạng cái nội dung trên slide như là các cái văn bản trong Word. Tiếp theo các bạn có nhóm là drawing các bạn ha. Thì cái nhóm này là để các bạn thực hiện các cái chính năng như là sắp xếp các đối tượng, các cái hình vẽ, hình học, hoặc là các cái hình, hoặc là những cái đối tượng ở trên slide. Rồi các bạn có thể là áp dụng những cái định dạng nhanh, hoặc là những cái hiệu ứng cho những cái shape, những cái picture vân vân, giống như phần mềm PowerPoint các bạn ha. Tiếp theo các bạn đến cái phần có tên là nhóm Publish các bạn ha. Là cái nhóm để chúng ta có thể là xuất bản cái sản phẩm cuối cùng của chúng ta thành sản phẩm để chúng ta sử dụng, hoặc đi thi, hoặc là nộp vân vân các bạn ha. Rồi thì nó có phần là thiết kế player, là bố cục của cái sản phẩm, rồi cái preview để các bạn xem trước bài giảng, và cuối cùng là publish, là xuất bản bài giảng ra thành phẩm cuối cùng các bạn ha. Rồi tiếp theo các bạn đến cái phần là nhóm slide. Đây, nhóm slide thì các bạn sẽ có ở cái chỗ này các bạn ha, là chúng ta có đây ở cái thẻ insert các bạn sẽ có nhóm, đây nhóm slide các bạn ha. Đó, nhóm slide này là cái nhóm để các bạn thực hiện các cái chức năng như là chèn layer, rồi chuyển thành cái form dạng câu hỏi tự do, hoặc là các bạn zoom một cái vùng ở trong cái bài giảng to ra các bạn ha. Rồi tiếp theo là cái nhóm có tên là nhóm media các bạn ha. Ở cái thẻ insert này thì các bạn sẽ có các cái chức năng ở đây các bạn ha, như là chèn nhân vật nè, hoặc là chèn hình ảnh, chèn đối tượng và các cái video, hoặc là những cái âm thanh các đối tượng của web, nói chung giống như phần PowerPoint các bạn ha. Rồi tiếp theo là các bạn có như sau, đó là cái phần là nhóm text và các nhóm còn lại. Đây các bạn ha, nhóm text là cái nhóm để các bạn thực hiện các cái chức năng như là chèn văn bản nè, rồi chèn cái table bảng biểu các bạn ha, rồi chèn symbol, chèn cái hyperlink, các link, và tạo ra tham chiếu một cái biên các bạn ha. Đây là phần số 4, là cái phần quan trọng để các bạn thực hiện cái phần tương tác nâng cao ở trong Story 3. Tiếp theo ra tới cái nhóm có tên là cái nhóm là Interactive Object, tức là những cái đối tượng mà các bạn tạo sự tương tác các bạn ha. Trong đó là chèn, là nút lệnh các bạn ha. Đây là cái nhóm rất nổi bật, tạo nên cái sự khác biệt của Story 3 so với các cái phần mềm tạo e-learning khác. Đó là cái tạo chèn cái nút nhấn vào bài giảng, slider thanh trường, rồi chèn cái vòng quay các bạn ha, rồi hotspot là một cái điểm để các bạn nhấn trên slide, rồi input là chèn công cụ nhập dữ liệu từ bàn phím các bạn ha, để giúp các bạn nhập họ tên học sinh vào cái bài giảng đó, marker để chèn một điểm chú thích trong cái tương tác trong bài giảng của các bạn, và trigger là chèn một cái kích hoạt, rồi sounding panel là chèn bảng của cái thanh chuột, vân vân, và có thể thay đổi cái biểu tượng của con chuột. Thì những tính năng ở cái nhóm tương tác này sẽ được Master trình bày trong các video sau, các bạn nhớ đón xem nha. Và khi nhớ là xem video nhớ đăng ký kênh và like share các bạn nha, mạnh mẽ lên. Tiếp theo các bạn đến cái phần là nhóm có tên là slide. Đây các bạn ha, đây nó nằm trong cái thẻ slide này. Thì chúng ta có các cái nhóm như sau. Đầu tiên là nhóm slide các bạn ha, là cái nhóm để chúng ta thực hiện là chèn slide mẫu nè, rồi chèn slide mới, hoặc là import một cái slide có sẵn từ một ứng dụng khác. Hay là các bạn sẽ có cái nhóm là Quizy các bạn ha. Đây là cái nhóm cũng rất là đặc biệt ở trong cái phần mềm Story 3, đó là để tạo các cái thể loại như là câu hỏi mà có điểm nè, hoặc là những câu khảo sát thôi, hoặc là những cái chèn câu hỏi dạng tự do.
hay là đưa những cái slide kết quả để thông báo cho người học, hoặc là cái ngân hàng câu hỏi, thì những điều này sẽ được tôi trình bày ở trong các video sau, các bạn nhớ đón xem nhé. Và một cái nhóm nữa ở trong cái thẻ này đó là cái nhóm record các bạn ha, là cái nhóm để các bạn có thể là quay phim màn hình đó, xuất bản ra video ngay các bạn ha. Đợt tiếp theo chúng ta đến cái nhóm có tên là setup, nhóm term, nhóm background và thẻ transition. Đây các bạn có cái design, chúng ta có các cái nhóm như sau. Đầu tiên á là cái nhóm setup các bạn ha, để các bạn sẽ tiến hành là cài đặt cái khung hình và cái kích thước của cái slide. Thường bây giờ chúng ta chọn cái tỷ lệ là 16:9 các bạn ha, rất phù hợp với các cái thiết bị trình chiếu ở trên các mạng xã hội. Đây các bạn thấy, khi các bạn vào đây các bạn sẽ có thể chọn cái tỷ lệ ha, tỷ lệ rồi độ phân giải vân vân. Thường chúng ta chọn sẽ chọn cái tỷ lệ là 16:9 các bạn ha. Đây 16:9 đó là các bạn thông dụng, và cái độ phân giải vân vân thì các bạn chọn tối đa luôn là 1920 và chiều cao là 1080 các bạn ha. Đây là cái độ phân giải chuẩn trên các thiết bị để cho rõ nét các bạn ha. Rồi ok luôn các bạn ha. Rồi tiếp theo là chúng ta có cái nhóm là nhóm thơm và background, và đây là những cái nhóm mà chúng ta giống như phần mềm PowerPoint các bạn ha. Đó, để các bạn có thể là định dạng cái bài của các bạn sao cho đẹp và hấp dẫn các bạn ha. Đó, về mặt mỹ thuật, đấy, ngoài kỹ thuật tương tác thì nó còn phần mỹ thuật các bạn ha. Thì chúng ta vào đây chúng ta sẽ định dạng. Và các bạn sẽ có một cái thẻ nữa là thẻ transition để xác định cái hiệu ứng chuyển từ slide trước đến slide đang chọn. Đây các bạn có ha. Đây là cái thẻ này, là cái thẻ mà các bạn sẽ chọn để chúng ta sẽ áp dụng cái hiệu ứng mà chuyển từ cái slide trước đến slide hiện hành. Ví dụ các bạn đang làm slide 10 thì chúng ta sẽ chọn là slide 9 mà chuyển đến slide 10 thì bằng những hiệu ứng nào cho nó đẹp mắt các bạn ha. Đó, thì chúng ta dùng cái chức năng ở cái thẻ này. Tiếp theo các bạn đến cái phần là nhóm events. Đó, nhóm events là cái nhóm thuộc cái phần này các bạn ha, là cái thẻ có tên là animation. Đó thì thẻ này chúng ta sẽ có nhóm này các bạn ha. Đó là cái để chúng ta thực hiện việc trong này có cái phần là animation painter để các bạn sao chép hiệu ứng có sẵn cho một đối tượng khác để khỏi phải làm mất thời gian. Tiếp theo các bạn sẽ có một cái nhóm, đó là ba cái nhóm này các bạn ha, thì giống như PowerPoint các bạn ha. Đó, bao gồm đó là hiệu ứng là xuất hiện, rồi hiệu ứng là biến mất, và hiệu ứng là di chuyển đối tượng trên slide. Nó giống như phần mềm PowerPoint để các bạn đặt cái sự xuất hiện của những đối tượng đó theo thứ tự thời gian hoặc là theo ý đồ sư phạm của các bạn. Tiếp theo các bạn đến cái phần là nhóm view, nhóm show và nhóm zoom các bạn ha. Nó nằm ở đây các bạn. Đây chỗ này chúng ta sẽ có là nhóm view nằm trong thẻ là view các bạn ha. Chúng ta sẽ có như sau là ở cái nhóm này đó. Rồi chúng ta có cái nhóm là nhóm show các bạn ha. Rồi và chúng ta có cái nhóm là nhóm zoom đó. Đây là những cái nhóm mà chúng ta sẽ sử dụng khi chúng ta thiết kế cái bài giảng của chúng ta các bạn ha. Thì những công dụng nó nằm trên màn hình rồi, và những công dụng này sẽ được bắt đầu dừng trình bày trong các video sau, các bạn nhớ xem các bạn ha. Rồi tiếp theo các bạn đến cái giao diện quan trọng để khi các bạn thiết kế một cái bài giảng e-learning, đó là cái vùng thi công. Đầu tiên các bạn thấy vùng thi công gồm như sau, đó là story view, thẻ quản lý slide và nội dung slide. Đây các bạn, đầu tiên chúng ta có đó là cái story view các bạn ha. Đây là cái nơi mà nó sẽ hiện ra toàn bộ cái bài của các bạn ở đây ha. Vì đây chúng ta mới tạo, chúng ta có một cái slide thôi các bạn ha, thì chúng ta thấy nó gọn, nhưng mà có những bài phức tạp các bạn sẽ có là rất nhiều, cả hàng chục cái slide nằm ở trên màn hình các bạn ha. Đó là cái story view để toàn bộ cái bài của các bạn. Tiếp theo một cái vùng nữa, khi các bạn nhấp đúp vào cái slide thì nó sẽ hiện ra đây. Đây chính là cái vùng người ta gọi là cái thẻ để quản lý từng cái slide một các bạn ha. Đó thì đây là cái nơi mà các bạn sẽ chi tiết từng cái slide ở trong cái bài của các bạn. Thứ ba đó là cái phần nội dung trên slide. Đây các bạn thấy là nội dung này các bạn ha, là phần này là cái nơi mà các bạn sẽ thiết kế các cái văn bản, hình ảnh, âm thanh này nọ, chúng ta sẽ được ở trên cái phần chính này các bạn ha. Tiếp theo là khi mà các bạn thực hiện thì chúng ta có những phần còn lại. Thứ nhất đó là phần timeline. Đây các bạn ha, là cái vùng mà chứa cái hiển thị cái thứ tự xuất hiện, thời gian xuất hiện, thời điểm xuất hiện và cái khoảng xuất hiện của cái đối tượng trên slide. Tiếp theo là sau cái vùng timeline thì các bạn sẽ có là slide layer các bạn ha.
Đây, slide layer là cái này các bạn. Đây, đó là cái nơi để các bạn thực hiện các cái thiết kế một cái slide nó có nhiều cái lớp chồng lên nhau để các bạn tạo ra hiệu ứng tương tác ở trong cái bài giảng của mình. Tiếp theo là các bạn có một cái vùng là vùng step các bạn ha. Đây, vùng step này là cái vùng để các bạn thiết kế những cái hình dáng, trạng thái, các đối tượng trên slide. Ví dụ như nút nhấn, khi các bạn để chuột vào thì nó là một cái màu khác. Khi bạn nhấn chuột xuống thì nó sẽ có hiệu ứng khác để người dùng biết rằng là họ vừa nhấn vào cái nút đó hoặc là vừa nhấn vào đối tượng đó, để tạo cái sự thích thú và cái người sử dụng á, họ nắm được là họ đang ở cái tiến trình nào của cái bài giảng của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta có một vùng nữa là cái vùng là trigger các bạn ha, là cái vùng để các bạn lập trình. Trigger đó là cái vùng để các bạn kích hoạt, thực hiện lập trình các cái kích hoạt để tương tác giữa các đối tượng trên slide với nhau và với cái người sử dụng, tức là học sinh các bạn ha, nó sẽ tương tác với bài giảng chúng ta là thông qua việc lập trình này. Thì trong Storyline 3 thì cái phần khó nhất là phần trigger này các bạn ha. Các bạn phải có một chút xíu gì về cái kiến thức về tổ chức thì chúng ta sẽ làm được cái trigger này, vì nó liên quan lập trình các bạn ha, bằng một cái ngôn ngữ rất là lạ nhưng mà cũng rất là dễ làm các bạn ha. Như vậy ở trong cái cửa sổ của làm việc của cái Storyline 3 này các bạn ha, thì chúng ta lưu ý đến cái phần đó là cái phần thiết kế bạn ha, thiết kế những cái câu hỏi là chúng ta sẽ dùng cái này bạn ha, là keyword tool free form, và cái phần các cái phần lập trình tương tác này các bạn ha, là cái phần quan trọng. Ngoài ra cái phần hiệu ứng các bạn ha thì nó giống như là trong PowerPoint, đó là phần chuyển trang và cái phần hiệu ứng các đối tượng trên slide thì nó giống PowerPoint. Và đây chúng ta mới có một cái slide thôi nên chúng ta có thể là dễ dàng quan sát được. Sau này chúng ta làm những cái bài sau các bạn ha, thì quá tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế, như thế là quá chuẩn rồi, chỉnh là lại mất chuẩn đấy. Video số 1 đến hết rồi, hy vọng các bạn đã có những khái niệm ban đầu trong việc sử dụng phần mềm thiết kế bài giảng e-learning tương tác. Các bạn xem xong cho một like, share và đăng ký kênh. Khi đăng ký nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video theo của Bách Đăng Dương Channel. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video theo của Bách Đăng Dương Channel. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.